Lịch sử chỉ nêu ra chiến tích lẫy lừng 3 lần đại phá Mông Nguyên. Nhưng hậu thế ít ai biết rằng, nhà Nguyên còn một lần thứ tư đưa binh hùng tướng mạnh xâm lăng Đại Việt. Năm 1288, quân Nguyên thất bại lần thứ ba khi tiến đánh Đại Việt. Nguyên Thế Tổ hốt tức liệt, không nuốt trôi được nỗi tức giận, muốn chuẩn bị cho cuộc tiến quân lần thứ tư. Tuy nhiên, vì sao kế hoạch đã được đưa ra, nhưng lịch sử không ghi nhận lại. Ngay bây giờ, hãy cùng Bờ Cõi Nước Việt tìm hiểu về lý do vì sao như thế. Bờ Cõi Nước Việt, phiêu lưu cùng sử Việt. Vua Hốt Tất Liệt vẫn không thể nguôi ngoai mối hận đối với Đại Việt, bất chấp cả Đại Việt đã chủ động nối lại việc triều cống sau chiến tranh. Lúc bấy giờ, tình hình nội bộ nhà Nguyên rất bất lợi. Ở trong nước, dân chúng nổi dậy khắp nơi. Nguyên triều lại phải đối phó thêm việc các đế chế Mông Cổ không còn đoàn kết nhau như trước mà bắt đầu có sự cạnh tranh. Không những thế, Hàn Quốc Sắc Hợp Đại còn đứng dậy tấn công Nguyên triều. Trước tình hình nguy cấp này, Hốt Tất Liệt đã đích thân mang quân lên phía Bắc chống trả. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm khiến đế quốc Mông Cổ suy yếu. Tuy nhiên, vào năm 1290, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông qua đời. Hốt Tất Liệt muốn nhân lúc Đại Việt có tang mà gây sự. Tuy nhiên, thời điểm này mới chỉ kết thúc chiến tranh 2 năm. Thừa tướng Hoàng Trạch và Viên Bình Cương Bất Hốt Mộc đã can ngăn chưa nên đánh Đại Việt, mà nên cho sứ thần sang trước nghe ngóng tình hình, uy hiếp vua Trần phải sang chầu. Hốt Tất Liệt sau khi cân nhắc đành phải nghe theo. Đến năm 1291, đoàn sứ bộ nhà Nguyên do Lễ Bộ Thượng Thư Trương Lập Đạo đứng đầu sang Đại Việt đưa chiếu thư của Hốt Tất Liệt yêu cầu vua Trần sang chầu. Các vị tổ tông ta đã quy định rằng phàm các nước quy phụ, nước nào thân hành tới chầu thì nhân dân được an cư lạc nghiệp như thường, còn nước nào kháng cự không phục tùng thì bị tiêu diệt. Điều ấy Khanh đã biết rồi. Thế nhưng lúc này vua Trần lấy cớ đang có tang nên không sang được. Trương Lập Đạo liên tục dùng lời nói đe dọa, yêu cầu vua Trần phải sang chầu, thể hiện sự thần phục. Nhưng vua Trần Nhân Tông nhất quyết không đi. Thấy thế, Trương Lập Đạo gửi thư riêng cho vua Trần nói rằng: Vua Cát Rợ Khiết Đan, Tây Hạ, Nữ Chân, vì trái trời mà nước bị diệt. Chúa các nước Côn Ngô, Thổ Phồn, Bạch Thất, bởi theo mệnh nên được kết hôn. Các vua Vân Nam, Kim Sĩ, Bồ Chân gửi con trai làm chí tử. Các miền Đại Hạ, Trung Nguyên, Vòng Tống hết toàn bộ làm thần dân. Duy nước An Nam là nước bé nhỏ, ngoài mặt thì phục tùng, trong lòng chưa đổi thay. Mặc cho lời lẽ của Hốt Tất Liệt vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Trương Lập Đạo uốn lưỡi múa bút như thế nào, lập trường của triều đình Đại Việt vẫn không lay chuyển. Cuối cùng Trương Lập Đạo phải về không. Sang năm 1292, vua Trần Nhân Tông sai Nguyễn Đại Phạm đi sứ sang nhà Nguyên. Nhân đó lấy cớ nước đang có tang thoái thác việc vua Trần sang chầu. Khi Nguyễn Đại Phạm đến Ngạc Châu, vào tỉnh đường gặp các quan hành tỉnh nước Nguyên có chạm mặt Trần Ích Tắc, thấy Nguyễn Đại Phạm chào hỏi tất cả mọi người, chỉ riêng không chào mình. Trần Ích Tắc đem thân phận cũ thấp kém của Đại Phạm ra để trêu chọc: Người không phải là tên biên chép ở nhà Chiêu Đại Vương đó ư? Lúc này Đại Phạm bình thản mà đáp rằng: Việc đời đổi thay, Đại Phạm trước vốn là tên biên chép cho Chiêu Đạo Vương, nay là sứ giả, cũng như Bình Chương xưa kia là con vua, nay lại là người đầu hàng giặc. Bị Đại Phạm làm nhục chốn đông người, từ đó về sau Ích Tắc luôn tìm cách tránh mặt sứ giả Đại Việt sang, không dám ngồi ở tỉnh đường nữa. Một năm sau, sứ bộ nhà Nguyên do Lương Tằng, Trần Phu cầm đoàn sang Đại Việt. Bọn chúng còn yêu cầu vua Trần Nhân Tông phải ra ngoài thành tiếp đón. Thế nhưng Trần Nhân Tông không làm theo. Sứ bộ Nguyên đành phải vào thành đọc chiếu thư của Hốt Tất Liệt. Tất nhiên cũng như các lần trước, vua Trần tìm cớ từ chối việc sang chầu. Bọn Trần Phu lại cố dùng thư từ qua lại để thuyết phục. Không thể bắt vua Trần sang chầu được, chúng lại viết thư kêu vua Trần cho thái tử sang.
Thế nhưng chẳng những kiên quyết từ chối yêu sách, vua Trần Nhân Tông còn tổ chức dàn quân rầm rộ để đón sứ, có ý thủy y với sứ Nguyên. Hai sứ bộ nhà Nguyên ngoài mặt vẫn ra vẻ cứng cỏi, nhưng trong dạ đã mươi phần ngán lại, viết trong thơ của mình: Kim qua ảnh lý đang tâm khổ, đồng cổ thanh trung bạch phát sinh, di hạnh quy lại thân kiện tại, mộng hồi do giác chướng hồn kinh. Sau khi sứ thần nhà Nguyên về nước, Đại Việt cũng cho đoàn sứ bộ do Đào Tử Kỳ dẫn đầu sang. Hốt Tất Liệt ôm hận trong lòng vì Đại Việt không chịu thần phục nên sai giam lỏng không cho về. Một thời gian sau, quân Nguyên theo đường biển tiến đến đảo Trảo Oa, nay thuộc Indonesia. Dù chiếm nhưng không giữ được, lại phải rút về. Qua lần thất bại này, Hốt Tất Liệt thấy rõ vị trí quan trọng của Đại Việt trên con đường tiến xuống phía Nam. Chiếm được Đại Việt sẽ thuận lợi rất nhiều cho việc tiến đánh các nước còn lại. Suy tính một hồi, Hốt Tất Liệt triệu Lưu Quốc Kiệt Bạc Đô vào triều nói rằng: Trảo Oa đã được lại mất, khanh hãy vì trẫm mà đi một chuyến. Ra vẻ đồng tình, Quốc Kiệt tâu rằng: Trảo Oa là vật ở đầu ngón tay, An Nam là vật nằm trong lòng bàn tay, thần xin vì bệ hạ mà chiếm lấy. Vậy là vua tôi nhà Nguyên lại một lần nữa quyết chí đánh Đại Việt. Ngay sau đó, thánh chỉ ban ra, Hốt Tất Liệt lệnh thành lập Hồ Quảng An Nam hành tỉnh, giao cho Lưu Quốc Kiệt làm tướng soái đến Ngạc Châu bàn bạc với Trần Ích Tắc kế hoạch. Lúc này lấy cớ đi đánh dẹp tù trưởng Hoàng Thánh Hứa ở Châu Thượng Tư thuộc Thượng Lan, Cao Bằng ngày nay. Đơn phương nổi dậy, đem hàng vạn quân tiến đánh Ung Châu. Hốt Tất Liệt đã điều động 1.000 chiếc thuyền, mỗi chiếc chứa được 100 hộc, 56.570 quân, 35 vạn thạch lương thực, 2 vạn thạch thức ăn cho ngựa, 21 vạn cân muối, 70 vạn khí giới tập trung ở tỉnh Giang thuộc Quảng Tây, để Đại Việt không thể đề phòng. Thế nhưng việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ tư đang gấp rút, thì đến ngày 18 tháng 2 năm 1294, Hốt Tất Liệt chết, Thái tử Thiết Mộc Nhĩ lên kế vị, thường được sử gọi là Nguyên Thành Tông. Vua mới của nhà Nguyên không có lòng hận Đại Việt như Hốt Tất Liệt, nhân cớ trong nước có tăng mà xuống lệnh bãi binh, thả sứ giả Đại Việt cho về nước. Từ đó về sau, Đại Việt tạm yên mặt Bắc, muôn dân chuyên việc làm ăn. Từ năm 1293, vua Trần Nhân Tông đã truyền ngôi cho Thái tử Thuyên, tức Trần Anh Tông. Dưới sự trị vì của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông và vua Trần Anh Tông, nước Đại Việt bước vào kỷ nguyên cực thịnh. Bây giờ uy danh Đại Việt đối với Lần Bàng rất lớn vì đã 3 lần đại thắng quân Nguyên. Các nước Chân Lạp, Chiêm Thành, các Mường Ai Lao đều cống nạp xưng thần. Kể cả nước Nguyên cũng vì nể Đại Việt đôi phần, cũng nhờ việc giữ được đất nước. Đại Việt đã che chắn cho vùng Đông Nam Á tránh khỏi vó ngựa Nguyên Mông giày xéo.